các bạn trong video của ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong thế kỷ 21, lối sống ít vận động trở thành đặc điểm phổ biến và thường gặp ở rất nhiều người. Nhưng cũng chính từ thói quen này mà những cư dân ở thế kỷ 21 rất thường hay gặp vấn đề về cột sống, phổ biến nhất là đau lưng và vẹo cột sống. Không chỉ thói quen lười vận động, luôn đứng hay ngồi ở tư thế xấu cũng có thể dẫn đến những cơn đau mãn tính. Ngoài ra, còn rất nhiều thói quen xấu khác hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến cột sống mà bạn cần tránh ngay càng sớm càng tốt. Và trong video của ngày hôm nay, Khỏe Đẹp Tự Nhiên xin điểm danh cho các bạn 7 thói quen thường ngày mà các bạn vẫn hay làm dẫn đến phá hủy cuộc sống của các bạn một cách nhanh chóng. Thói quen thứ nhất đó là hút thuốc lá. Hút thuốc là một thói quen nguy hiểm. Tuy nhiên, ngoài những nguy hiểm tác động lên phổi, hút thuốc lá có thể gây đau lưng vì nicotine có trong thuốc lá có thể làm gián đoạn dòng máu bình thường xung quanh tủy sống. Nicotine lấy đi dòng máu bình thường đi vào cuộc sống và nó sẽ khiến bạn cảm thấy đau đớn. Những người có cột sống yếu sẽ có nguy cơ gặp tình trạng này nếu như hút thuốc thường xuyên. Thói quen thứ hai là gián đoạn nhịp sinh học. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Manchester của Anh phát hiện ra rằng tình trạng của các tế bào trong đĩa đệm là phụ thuộc trực tiếp vào chu kỳ ngày và đêm của bạn ổn định như thế nào. Các nhà khoa học cho rằng đó là khi nhịp sinh học của chúng ta bị gián đoạn do tuổi tác, mất ngủ mãn tính, làm việc ca đêm. Các tế bào bắt đầu hoạt động xấu, dẫn đến tình trạng viêm mãn tính, làm cho chúng ta nhạy cảm hơn với sự phát triển của cơn đau lưng ở dưới và thoái hóa đĩa đệm. Nhiều nghiên cứu khác cho thấy một số chất hóa học chống viêm tự nhiên trong cơ thể chúng ta được sản xuất tốt hơn trong ngày. Vì vậy, để làm chậm sự lão hóa của tủy sống, bạn nên duy trì một lịch trình sinh hoạt ổn định để tránh tình trạng rối loạn nhịp sinh học dẫn đến những tác hại nguy hiểm cho sức khỏe. Thói quen thứ ba là làm việc khi đang đứng. Chúng ta đã nghe nói rằng ngồi quá nhiều là có hại. Nhưng sự thực thì đứng liên tục trong thời gian dài cũng có thể có hại cho sức khỏe không kém gì ngồi. Khi các bạn đứng có thể tác động rất lớn đến tình trạng cổ, cột sống và vai của bạn. Đứng sai tư thế có thể đem lại những hậu quả khủng khiếp vì nó gây ra cơn đau mãn tính và độ cong cột sống một cách nghiêm trọng. Cơ bắp và khớp của chúng ta cần sự linh hoạt để khỏe mạnh và tư thế xấu là một trong những dấu hiệu đầu tiên cho thấy bạn đang làm điều gì đó sai trái. Hầu hết thời gian, nếu đầu hoặc vai của bạn ở vị trí sai, điều đó có nghĩa là bạn không kiểm soát tốt phần trên của cơ thể. Điều này làm cho cột sống bị cong hơn và cơ thể phải chịu đựng tư thế xấu đó trong quá trình di chuyển. Kết quả là những căng thẳng này càng trở nên trầm trọng trên cơ thể bạn. Để tránh những tư thế xấu, bạn cần đứng, ngồi và nằm một cách thoải mái nhất, sao cho cơ bắp và dây chằng được thoải mái, cột sống được linh hoạt, đặc biệt là khi di chuyển và chơi thể thao. Thói quen thứ tư là đi giày không thoải mái. Đau lưng có thể là do bạn đi giày không thoải mái. Hãy giảm căng thẳng trên đôi chân của bạn bằng cách chọn một đôi giày chất lượng tốt, vừa vặn với chân của mình và không khiến bạn phải gồng người lên để giữ nó. Nếu bạn thích đi giày thể thao hoặc thích mang giày khi thời tiết lạnh, hãy đi tất để giảm ma sát và khó chịu. Thói quen thứ năm là nghỉ ngơi không đủ. Nhiều người trong chúng ta không chú ý đến những dấu hiệu đáng báo động đầu tiên như một cơn đau lưng khó nhận thấy. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nghỉ ngơi mỗi lần bạn cảm thấy hơi khó chịu ở lưng. Tất nhiên, không phải lúc nào bạn cũng có thể nghỉ ngơi khi gặp những cơn đau lưng. Nhưng đừng quên nghỉ ngơi ngay khi có thời gian, ngay cả khi sự khó chịu đã biến mất rồi. Để giảm bớt căng thẳng trên cơ bắp của bạn, hãy nằm xuống và đặt bàn chân của bạn lên. Thói quen thứ 6 là làm việc liên quan đến trí óc quá nhiều. Đôi khi, bộ não của bạn phải làm việc quá nhiều trong một thời gian dài và điều này hoàn toàn có thể dẫn đến đau lưng. Trong trường hợp này, hãy cố gắng suy nghĩ về điều gì khác ngoài công việc và tất cả các vấn đề của bạn. Dành thời gian nghỉ ngơi, bạn có thể chơi một số môn thể thao hoặc xem phim để quên đi những vấn đề khiến bạn căng thẳng. Khả năng suy nghĩ về điều gì đó khác có thể làm giảm cơ hội bạn bị đau lưng. Và thói quen cuối cùng là việc sử dụng điện thoại di động quá nhiều. Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí của Mỹ cho thấy rằng việc đọc một tin nhắn văn bản đơn giản có thể thêm tới 20kg áp lực lên tủy sống. Sử dụng điện thoại di động mỗi ngày dẫn đến một sự mất mát của đường cong tự nhiên, của cột sống cổ tử cung và tải nặng vào phần này của phía sau, đặc biệt là trong thanh thiếu niên. Các nhà khoa học tính toán rằng người ta sử dụng điện thoại di động từ 2 đến 4 giờ một ngày trung bình, có nghĩa là
cổ của chúng ta bị cong bằng khoảng thời gian từ 7 đến 1.400 giờ trên một năm. Tất nhiên, chúng ta không thể ngừng sử dụng công nghệ làm cho cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn nhiều. Nhưng chúng ta ít nhất cũng có thể chú ý đến cách chúng ta định vị cơ thể mình mỗi khi dùng chúng. Ít nhất, điều mà bạn có thể làm là kiểm soát tư thế mình khi sử dụng điện thoại. Ví dụ như không cúi đầu liên tục để dán mắt vào màn hình. Các bạn thân mến, trên đây là 7 thói quen gây phá hủy cuộc sống một cách nhanh chóng mà kênh Khỏe Đẹp Tự Nhiên đã chia sẻ cho các bạn. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video của chúng tôi hay và hữu ích, đừng quên đăng ký kênh và nhấn nút chuông để luôn cập nhật những video mới nhất từ kênh Khỏe Đẹp Tự Nhiên. Và đồng thời, nếu có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì, hãy để lại bình luận. Chúng tôi sẽ giúp các bạn giải đáp trong những video lần sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!